chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, cầu trời trời cho lộc, dạng sự hanh thông, làm ăn trúng lớn, giàu sang nhanh chóng, đổi đời ngoạn mục. Quý vị thân mến, trong tử vi học có nói rằng, mỗi một năm, một tháng, một ngày qua đi, vận khí của mỗi con người lại thay đổi, thiên biến vạn hóa. Chẳng có số phận nào là thập toàn thập mỹ, mười phân vẹn mười. Thời vận lúc lên lúc xuống như con sóng dỗ giữa biển khơi, khiến con thuyền cuộc đời cũng vì thế mà lênh đênh bất định. Nhưng bạn ơi, mọi điều trong cuộc sống tưởng chừng khó định như vậy, thực chất đều đã nằm trong sự sắp xếp của số mệnh. Khó khăn, sung sướng, giàu có hay đau khổ đều đã được định sẵn, bắt buộc chúng ta phải trải qua. Trong lá số tử vi của 12 con giáp, được các nhà tử vi học luận giải đã cho biết, người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Khi bước vào tháng 11 âm lịch, hứa hẹn sẽ có nhiều thành công đang chờ đón bản mệnh, những khó khăn sẽ bị cơn gió phú quý thổi bay. Thay vào đó chỉ còn tiền bạc và may mắn cùng nhau song hành. Chỉ cần làm tốt điều này, quý nhân thay nhau song hành hỗ trợ bạn đến thành công, giàu có. Tổng quan về tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Ất Tỵ với những con giáp khác. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, là tuổi con rắn, năm sinh âm lịch, Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ. Mệnh nam, cung Cấn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh. Mệnh nữ, cung Đoài Kim, thuộc Tây Tứ Mệnh. Cuộc đời tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, được Phật Hư Không Tạng Bồ Tát ban phúc, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật Địa Tạng Bồ Tát hộ mệnh, Phật Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Ất Tỵ là sự kết hợp giữa hành mộc của can với hành quả của chi, mang lại cho con giáp này có được sự hấp dẫn đặc biệt. Giống như ngọn đèn phát tín hiệu, họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn. Rắn gỗ có thể trở thành những diễn giả tuyệt vời, hành mộc cũng mang lại cho họ sức mạnh và sự vững vàng. Họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt, tính ngay thẳng và sự chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này. Khát khao sự ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng, Ất Tỵ sẽ làm hết mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền. Khôn ngoan, thận trọng, phán đoán tốt và biết đánh giá chính xác giá trị của sự vật, họ sẽ là những nhà đầu tư tài giỏi. Ất Tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức, họ không tích cực tự bảo vệ mình như các tuổi Tỵ còn lại. Trong chuyện tình cảm, rắn gỗ khá ổn định và lâu bền, họ có rất nhiều bạn bè, được gia đình yêu quý và cũng thương yêu chăm sóc những người này hết mực. Tuy nhiên, rất hiếm khi Ất Tỵ sử dụng lời khuyên của những người thân này, họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Màu hợp với tuổi Ất Tỵ là xanh, đỏ. Màu khắc với tuổi Ất Tỵ là đen. Tính cách tuổi Ất Tỵ. Ưu điểm, những người tuổi Ất Tỵ có một đặc điểm đó là tiếp cận vấn đề muộn, nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Tuổi Ất Tỵ có tư duy hướng đến tri thức, văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức. Họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ. Nhờ đó mà lứa tuổi này hiểu biết hơn, lịch duyệt hơn. Ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên họ rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng. Mẫu người này cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Nhược điểm, bản thân những người này là một luồng khí nóng, hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại. Vì vậy nên cần tránh những tệ xấu như ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, diễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng quá xa rời hiện thực, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo, bởi thế mới có câu: đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn, trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cớ sao trăng phải chịu luồng đám mây. Câu ca dao trên, người xưa đặt dẫn với ý tứ sâu xa khuyên con người không nên kiêu ngạo, phải biết mình, biết người, biết thời.
Có câu, biết giới hạn mới là hạnh phúc. Tuổi Ất Tỵ muốn phát huy được ưu thế và cống hiến đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Ví dụ động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương, thưởng. Con số hợp với tuổi Ất Tỵ là số 3, 4, 9. Con số khác với tuổi Ất Tỵ là số 1. Sự nghiệp tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ có lộc cách nên đi theo con đường kinh doanh, có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang. Mang trong mình thuộc tính khai mở, ánh sáng, soi tỏ, nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Đối với tiền bạc thì tuổi Ất Tỵ gặp nhiều thuận lợi. Ất Tỵ có tính lan man, nên dù kiếm tiền tốt họ vẫn bị hao tốn, giúp đỡ cho người thân. Về cơ bản cuộc sống của họ đều khá giả hơn người. Nữ Ất Tỵ có lòng thương người, nhân từ và bác ái, do đó họ rất chăm đi làm điều thiện, họ giúp ai thì giúp rất tận tình. Ngoài những đức tính tốt như vậy thì tính họ lại khá nóng tính, nhưng lại được trời phú cho một trí tuệ thông minh hơn người, tích cực. Dù có tiếp cận vấn đề sự việc kém nhưng họ lại giải quyết vấn đề rất nhanh. Do vậy những nghề hợp với nữ Ất Tỵ như giáo viên, giáo sư hay thanh tra, thẩm phán. Nam Ất Tỵ nóng tính nhưng lại có ý nghĩ tích cực, có nhiều sáng kiến nên họ chính là một hình mẫu mà ai chơi với họ cũng rút được nhiều bài học và kinh nghiệm. Có điều họ hay cậy tài và rất cao ngạo, ngông cuồng. Do đó, với những tuổi này thì họ thích hợp làm kinh doanh, làm người nông dân mát tay, làm người công nhân, kỹ sư có tay nghề cao. Tình duyên tuổi Ất Tỵ. Những người mang nạp âm này không phải tiếp người đào hoa, bởi tuổi Tỵ là dịch mã nên cuộc sống bận rộn. Thời trẻ họ ít có cơ hội tiếp cận đối tượng, thường là khi khá cứng tuổi họ mới có những cơ hội tìm hiểu, kết duyên. Sức mạnh của quả và năng lượng ấm áp, nên khi yêu họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc còn dang dở, họ quan tâm, chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Người tuổi Ất Tỵ là người đa tình, sau khi kết hôn vẫn có thể thay lòng đổi dạ. Họ cũng khó được như ý hoàn toàn trong chuyện tình cảm, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Nữ mệnh dượng phu ích tử, nam mệnh được vợ trợ giúp nhiều, người này trưởng thành sớm, bản tính đào hoa, thậm chí có thể gọi là trăng hoa, nên tránh xa tửu sắc kẻo gặp họa phá tài. Nữ mệnh nói nhiều, hay cự cãi với chồng, nếu có thể giữ được tâm tính hiền hòa thì cả đời sẽ được an lạc. Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch thấy rằng phương diện tình cảm cũng có tin vui báo về. Con giáp này hãy luôn cởi mở trong giao tiếp, buông bỏ những nỗi buồn trong quá khứ. Như vậy thì bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để yêu thương. Người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, mang mệnh phú đăng quả. Phú có nghĩa là phú quý, vinh hoa, đăng nghĩa là ngọn đèn thắp sáng, còn quả có nghĩa là ngọn lửa, nhiệt huyết, bùng cháy mãnh liệt. Về bản chất, phú đăng quả có nghĩa là ngọn đèn trong đêm, có khả năng chiếu sáng những nơi mà mặt trời, mặt trăng không thể chiếu sáng đến được, mang đến niềm vui hạnh phúc cho con người. Giữa ban ngày, ánh lửa đèn không thể thi triển quang huy, bởi vậy, người mang nạp âm phú đăng quả hay dạ minh chi quả thường thích bóng tối, không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lại rất tài hoa, lúc cần đến thật được việc. Lúc bình thường, lúc chưa đắc thế, sống âm thầm ẩn dật, khi gặp thời cơ như ánh đèn soi vào bóng tối, sức mạnh không bằng Ất Tỵ. Sức mạnh ở đây nói về khí chất tinh thần để ứng phó với hung giận. Với những người mệnh phú đăng quả, thường có tính cách bộc phát, dễ nổi nóng, nhưng rất có ý chí và quyết tâm trong công việc. Nhìn chung, những người thuộc mệnh phú đăng quả luôn hướng về sự tiến bộ, văn minh, thích tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Vì thế, khi ở gần những người mệnh phú đăng quả, bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều thú vị, có ích. Tuy nhiên, chính vì trong đầu luôn dồi dào những suy nghĩ đổi mới, cải tiến, nên đôi khi họ bị sa đà vào những diễn dông phi thực tế. Cách suy nghĩ tích cực luôn hướng về những thứ tốt đẹp, vượt qua những rào cản, tăm tối. Vì vậy, người khác rất thích trò chuyện với người mệnh phú đăng quả. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành,
tránh dữ, gặp hung quá cát. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng Giáp Tý, tháng có nguyệt lệnh quan đới nâng đỡ, vận trình sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ sẽ trở nên hanh thông hơn khoảng thời gian trước đó rất nhiều. Chỉ cần bạn chịu bỏ công sức thì ắt thu được thành quả xứng đáng. Với những người đang phải tiếp xúc với nội dung công việc mới, bạn luôn cảm thấy hăng hái, muốn thể hiện hiểu biết của bản thân. Chính vì vậy, bạn không ngại nêu lên những suy nghĩ của mình, góp ý cho mọi người xung quanh. Có thể hướng suy nghĩ của bạn sẽ thổi một luồng gió mới vào cách thức hoạt động đã quá quen thuộc của tập thể. Với những ai đã có công việc ổn định, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Thời điểm này, bạn có thể được giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định giá trị bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Trên thực tế, tháng này có dịch mã xuất hiện, tức là muốn gặt hái được thành công, bạn cũng sẽ phải chạy đôn chạy đáo, bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên, bạn đừng ngại khó khăn, gian khổ nhất thời, bởi cuối tháng là thời điểm mọi công sức bạn bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Về mặt tài lộc, xem tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch, phương diện tài lộc của người tuổi Ất Tỵ thiên về ổn định trong tháng. Những người làm công ăn lương có thể thu về một khoản khá hơn người làm kinh tế. Với người làm công, bạn dễ nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thậm chí có người ghi điểm trong mắt lãnh đạo, nên chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn, kinh doanh, tháng này là khoảng thời gian thích hợp để bạn bắt tay vào gây dựng sự nghiệp. Quá trình dốc vốn đầu tư ắt sẽ khiến bạn tốn một khoản kha khá. Song nếu đưa ra được những định hướng và quyết định đúng đắn, thì tương lai bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận gấp nhiều lần số vốn đã bỏ ra. Một số người có tầm nhìn xa, trông rộng, tư duy đi trước thời đại, nên bạn dễ dàng nắm bắt các cơ hội và trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, đồng tiền chưa thể đổ vào túi bạn ngay được, nhưng tương lai gần thì rất khả quan. Về mặt tình cảm, gia đạo, phương diện tình duyên của người tuổi Ất Tỵ cũng sẽ nhận được nhiều tin vui báo về. Bạn hãy luôn giữ tinh thần tích cực, cởi mở với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến. Với những người đã có gia đình, bạn và người ấy được sống trong những tháng ngày ngọt ngào. Người ấy luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn, khiến bạn luôn muốn được trở về nhà ngay sau những giờ làm việc mệt mỏi. Mối quan hệ của hai bạn là hình mẫu cho rất nhiều người đấy. Đôi khi vợ chồng bạn có thể vẫn sẽ xảy ra tranh cãi, song bạn biết hạ cái tôi của mình xuống, thông cảm và đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà việc giữ gìn hòa khí trong gia đình cũng chẳng còn khó khăn như trước nữa. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch, nhìn chung tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ không có gì đáng lo trong tháng này. Bạn cần nhắc nhở bản thân tiếp tục duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ, rèn luyện vừa sức. Như vậy thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, bạn sẽ luôn có năng lượng để bắt đầu ngày mới. Với những ai đang mắc bệnh thì tháng này sức khỏe của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng vì bạn đã luôn nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, hãy yên tâm chữa trị, rồi bạn sẽ khôi phục thể trạng như trước đây. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965? 1. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Bước sang tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ gặp nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều, tài lộc khởi sắc. Cả chính tài và thiên tài cùng phù trợ, hai các thần này bảo đảm cho tuổi Ất Tỵ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ dung tay quá tráng. Dù tài vận đang dượng, nhưng vẫn có điểm phá tài nhỏ do tiểu hao hung tinh chiếu mệnh. Tiền bạc có phần thất thoát, hư hao, ra ngoài đường nên cẩn thận chú ý đồ đạc, tránh hớ hên quá mức sẽ làm mồi cho kẻ xấu. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào khoảng thời gian đầu tháng, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. Đầu tháng, vận trình công danh sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy, song càng về giữa tháng thì vận trình càng sa sút, bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào công việc của mình.
Thương quan cho thấy tuổi Ất Tỵ đang có nhiều mối tập trung khác thay vì chú tâm vào việc mình đang làm. Đường tình duyên có phần tốt dần lên, đào hoa khoe sắc. Người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp. Đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn, áp lực cho chính bản thân mình. Bản mệnh có thể đi từng bước một, bắt đầu bằng việc làm bạn và tìm hiểu về nhau trước khi đi đến mối quan hệ sâu hơn. Theo Hải Thượng Lãng Ông, thời gian này bản mệnh không trị bệnh ở đầu, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Quý nhân, Sửu, Dậu, tiểu nhân, Thân, Tý. Màu sắc may mắn, xanh, trắng. Con số may mắn, 18, 80, 27. 2. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Bước sang tuần 2 của tháng 11 âm lịch, hung cát đang xen, song nổi bật lên là ngũ quỷ hung tinh nhập cục, khiến cho bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh vốn dĩ đạt được nhiều thành công khi mà ấn quan tương hợp và nâng đỡ cho con giáp này. Tuy nhiên thành công đến quá nhanh cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Khi mà bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển của mình. Nếu không chỉnh chu hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng sai sót, thì có thể bản mệnh sẽ phí hoài công sức bấy lâu nay. Đây là thời điểm con giáp này nên tiến hành việc cầu tài, bởi khi ấy các khí dưỡng sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi Ất Tỵ dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này, song vận thế xoay dần, càng về cuối tháng, việc kiếm tiền càng khó khăn, nên cố gắng nhiều hơn để đảm bảo mức phát triển. Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bạn cũng đoán được xu thế của thị trường, nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông, giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư giả. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn. Về chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ khi mà người tuổi Ất Tỵ chưa thực sự xác định được tình cảm của mình. Khi thì bản mệnh thấy siêu lòng trước người ấy, khi lại cảm thấy có điều chưa thực sự phù hợp, mối quan hệ không được bền vững và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cần thời gian để chứng minh tất cả. Quý nhân, Dậu, Thìn, tiểu nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn, tím, đen. Con số may mắn, 55, 67, 29. 3. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Ất Tỵ tuần này các khí dưỡng giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ, đường công danh sự nghiệp tuy thăng trầm bất định, song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những cầu vồng đa sắc sẽ xuất hiện sau trận mưa rào. Dịch mã tinh nhập cục cho thấy, tuổi Ất Tỵ thời gian này cần kiên trì và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn thành công. Theo đòi hỏi của công việc, bản mệnh cần đi lại, di chuyển khá nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của con giáp này, song nếu vượt qua được thì sẽ đạt được những bước tiến mới. Về phương diện tài lộc thì càng không có gì phải lo phiền, khi mà thực thần đang tạo ra nhiều cơ hội cho tuổi Ất Tỵ gặp gỡ quý nhân, thì tiền bạc không lo thiếu thốn, cứ hết rồi lại có. Bản mệnh khá mát tay trong chuyện đầu tư, tài lộc dồi dào, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Bản mệnh được trao cho tài ăn nói khéo léo, giỏi thuyết phục khách hàng. Thời gian cuối tháng mà ký kết hợp đồng, mua bán hay khai trương đều được nhiều người ủng hộ. Bên cạnh đó, bạn còn được lộc ăn uống, quà cáp, có người đến thăm hỏi, biếu xén. Tin vui nữa đến với bản mệnh chính là chuyện tình cảm có những khởi đầu tốt đẹp với người độc thân. Khi hai người đã dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới một mối quan hệ lâu dài, báo hiệu tương lai tươi sáng ngập tràn hạnh phúc lứa đôi với con giáp này. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn, đỏ, vàng. Con số may mắn, 63, 36, 12. Cuối cùng, tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Thiên đức các tinh cho thấy, tuổi Ất Tỵ khá may mắn trong tuần mới và thường xuyên được mọi người xung quanh quý mến. Càng khiêm tốn và thoải mái thì sát khí trên khuôn mặt càng hồng hào và đẹp lâu, chớ suy nghĩ nhiều mà khiến bản thân hao mòn. Công việc đầu tuần không có tiến triển, đứng yên tại chỗ, xui hơn thì dễ gặp tiểu nhân gây phiền phức cho mình,
Bạn càng làm tốt thì càng lắm kẻ âm thầm ghen ghét và tức tối. Muốn bạn gặp quả đê thụt lùi, càng về cuối tuần càng đỡ mệt và may mắn hơn rất nhiều. Nhất là những bạn làm trong ngành kỹ thuật, buôn bán tự do, nông nghiệp hoặc thủy hải sản, vận may về tiền bạc sẽ tiếp tục thăng hoa trong tuần này nhờ sự quản lý, đầu tư táo bạo và đúng đắn của bạn. Bạn nên giao tiếp nhiều hơn với những người có kinh nghiệm, không tiếc một buổi ăn uống. Bạn sẽ có cơ hội nhận được thông tin đầu tư đáng tin cậy từ họ. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, dễ dàng hơn. Tử vi trong tuần cảnh báo, những người còn độc thân coi chừng bị lừa tình lúc nào không biết. Hẹn hò nên có chọn lọc và tìm hiểu kỹ. Đừng vì cảm nắng mà đánh mất khoảng thời gian vui vẻ của bản thân. Trong chuyện bạn bè, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Ất Tỵ biết rõ nhiều bạn không ưa mình, nhưng âm thầm chịu đựng, không muốn vạch trần. Quý nhân, Dậu, Tỵ, tiểu nhân, Dần, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh, vàng. Con số may mắn, 22, 69, 51. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tháng 11 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận trình tăng lên gấp bội lần, tích dưỡng tài lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Sửu. Tuổi Trâu và tuổi Rắn có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt. Cả hai đều chăm chỉ, sâu sắc và coi trọng chất lượng hơn số lượng và cả vẻ ngoài hào nhoáng. Hai hành tinh này đều đặt gia đình ở vị trí hết sức quan trọng. Họ coi ngôi nhà của mình là nơi bình yên và thoải mái nhất sau những giờ phút mệt mỏi và thăng trầm trong cuộc sống. Người ngoài cuộc có thể coi đây là cặp đôi nhút nhát và có phần nhạt nhòa trong cuộc sống sôi động. Nhưng thực chất, bên trong con người của họ vẫn cháy lên sự nhiệt huyết, đam mê công việc trong đời sống thường ngày. Nếu là đối tác kinh doanh, Sửu và Tỵ khá hợp cả. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và trân trọng của người tuổi Sửu sẽ bổ sung cho Ất Tỵ ở chỗ Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Rắn khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, Rắn còn khéo léo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của Trâu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. 2. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Tỵ. Tỵ và Tỵ có thể trở thành một cặp đôi ăn ý nếu hai người này biết được thói quen và động lực của người kia. Hai hành tinh này đều sexy và cuốn hút, nhưng theo cách khác nhau. Tuổi Tỵ thường nổi bật trước đám đông và giàu năng lượng hơn tuổi Tỵ. Cách tiếp cận của hai con giáp này với cuộc sống khá khác nhau, nhưng không hoàn toàn trái ngược hẳn nhau. Người cầm tinh con Rắn thường dựa vào trực giác hơn là các hiện tượng khách quan để đánh giá sự vật hiện tượng. Còn người cầm tinh con Rắn thường dựa nhiều vào may mắn và biết cách tận dụng lợi thế và cơ hội. Nếu là đối tác kinh doanh, Tỵ và Tỵ xuất hợp nhau, tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Tỵ là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai người này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. 3. Tuổi Ất Tỵ và Ất Tỵ. Hai tuổi này có mối quan hệ khá mật thiết với nhau bởi họ có nhiều điểm chung. Người tuổi Ất Tỵ thường hay lo lắng và thấy bất ổn. Bởi vậy, sự ổn định và tin tưởng lẫn nhau hết sức quan trọng của hai con giáp này. Dù quan hệ của họ thân thiết hay chỉ dừng ở mức xã giao thì họ luôn luôn vui vẻ và hài hước khi gặp nhau. Hai người tuổi Ất Tỵ sẽ hấp dẫn nhau ngay từ thời điểm đầu, mặc dù có đôi lúc họ cạnh tranh nhau để giành vị trí trung tâm của sự chú ý. Hai người tuổi Ất Tỵ kết hợp cùng làm ăn với nhau, họ sẽ cùng tỏa sáng. Họ may mắn với chuyện tài chính và trực giác của họ khá phù hợp với công việc kinh doanh. Họ chỉ tin vào những điều có tính logic để chỉ ra đường đi đúng. Bên cạnh đó, người tuổi Rắn khá thận trọng và sẽ không mạo hiểm với những tình huống không chắc chắn. Tuổi Ất Tỵ khá năng động trong các cuộc họp và các cuộc gặp gỡ đối tác. Bởi vậy, công việc kinh doanh của họ có chiều hướng phát triển. Vấn đề xảy ra khi một trong hai người tuổi Ất Tỵ muốn cạnh tranh để trở thành trung tâm của sự chú ý. Do đó, cả hai cùng phải học cách tạo ra một mối quan hệ hài hòa, không có chiến tranh. 4. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Dậu. Tuổi Ất Tỵ hấp dẫn,
quyến rũ và thích sự nổi tiếng, còn tuổi Dậu thì rất thích rong chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên cả hai đều thích làm cho không khí gia đình thoải mái và an lành. Hai hành tinh này, dù là bạn, người yêu, đối tác làm ăn hay các thành viên trong gia đình, thì mối quan hệ của họ đều có những vững chắc và bền chặt. Khi Tỵ và Dậu là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người cầm tinh con gà hay chú ý đến tiểu tiết và có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi gà còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả Tỵ và Dậu là những phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi thế mà có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. 5. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Tuất. Hai người tuổi Ất Tỵ và Tuất có mối quan hệ khá phức tạp, nhưng họ hoàn toàn có thể dung hòa được. Cả hai con giáp này đều hay lo lắng và cảm thấy bất an. Điều tuyệt vời là nhờ vào mối quan hệ chung này mà cả Ất Tỵ và Tuất đều có thêm sức mạnh, nghị lực và trở thành chỗ dựa vững chắc của bạn bè, đồng nghiệp. Có thể nói rằng hai hành tinh này không có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng không xung khắc. Người tuổi Tuất tốt tính và hay chiều người khác, nhưng đa sầu, đa cảm. Trong khi đó, người tuổi Ất Tỵ rất cuốn hút, hấp dẫn, nhưng có phần sống khép mình, thích sự yên tĩnh, ổn định hơn là sự ồn ả, náo nhiệt. Tỵ và đất cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên. Nếu cùng làm ăn với nhau, cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Tuất phân biệt rất rõ ràng. Bên cạnh đó là Tỵ rất thông minh, tuy không tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Ất Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển. Trong đó, Tỵ sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là nam mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Theo sao chiếu mệnh, sao dân Hán. Dân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Ngoài ra, cần đề phòng khẩu thiệt, đau ốm, nóng nảy mồm miệng mà gặp tai hình, kiện cáo. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn Thiên La. Năm gặp hạn Thiên La, mệnh chủ dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Xem tử vi 2024 tuổi Ất Tỵ nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tỵ 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Ất Tỵ nam mạng sinh năm 1965 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi,
lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất giới nam mạng, giới nữ mạng Ất Tỵ thì nhẹ hơn chút. Năm có sao này chiếu thường gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn Diêm Dương trong năm cần thận trọng chuyện làm ăn, kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Xem tử vi 2024 tuổi Ất Tỵ nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tỵ 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Ất Tỵ nữ mạng sinh năm 1965 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Quá giải vận hạn. Quá giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải giận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có người sẽ coi chúng ta chỉ là một cọng cỏ, nhưng có người sẽ xem chúng ta là bảo bối. Có lúc sẽ được người khác nâng niu như là một chiếc bánh thơm quý, có lúc lại bị người khác coi như củ mài, củ khoai. Khổng Tử từng nói rằng ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao với người chính trực không dụ lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với người hiểu biết sâu rộng là đều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Nếu như kết giao với người a dua, kết giao với người su nịnh, kết giao với người xảo ngôn,
thì đều sẽ tổn hại đức hạnh của chúng ta. Chúng ta có thể xem hết thảy mọi người đều là bạn bè, thế nhưng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình, kết giao với những người có đức hạnh tốt, không thân cận với những người có đức hạnh xấu xa. Thời cổ đại có câu chuyện nổi tiếng kể về Quảng Ninh và Hoa Hâm như sau. Quảng Ninh và Hoa Hâm từng là bạn thân thiết của nhau, lúc còn đi học thường thường là vừa đọc sách, vừa làm việc. Một hôm hai người đang ở trong vườn quốc đất, trồng rau, thì quốc được một thỏi vàng. Tiền tài quả thực khuấy động lòng người, Quảng Ninh nhìn thấy thỏi vàng, liền con nó cũng giống như hòn gạch, hòn đá, cứ tiếp tục quốc và để thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành lòng, liền cầm thỏi vàng lên xem một chút, rồi liền ném xuống đất. Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài đường có tiếng kèn, hôn hậu ắt vang dậy, tiếng chiên trống quả thực náo nhiệt và tiếng người nháo nhác nhau rằng. Có vẻ quý nhân ngồi xe đi qua, Quảng Ninh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú đọc sách, nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên, liền bỏ sách chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hâm trở lại trong phòng, Quảng Ninh cầm một con dao nhỏ, cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói, ngươi không phải là bạn của ta. Nhiều năm sau, Hoa Hâm trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình, làm trọng thần nước Ngụy thời Tam Quốc. Quảng Ninh vẫn là dưới đọc sách, trọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy. Hậu duệ của ông chính là nhà Chính Trị, tư tưởng nổi tiếng nước Tề, thời Xuân Thu, Quảng Trọng. Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quảng Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông, trân quý phẩm đức của bản thân mình. Điềm cố này nói cho chúng ta biết rằng, con người khi còn sống trên đời thì không thể đánh mất bản thân, không thể để tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài. Đời người có rất nhiều thứ mà vĩnh viễn chúng ta không thể có được, vậy nên càng phải quý trọng những thứ mà mình đã có. Hãy trân quý cha mẹ mình. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chính là bầu trời của chúng ta, cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy chúng ta những đạo lý làm người, những bài học dở lòng. Mãi đến khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn ở bên, cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái. Hãy trân quý những người mà chúng ta đang có. Chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời này gặp được ai đều là vì duyên phận, đặc biệt những người có thể ở bên mình. Chia ngọt sẻ bùi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, khi ấy chẳng phải duyên phận đáng quý sao? Khổng Tử nói, đức bất cô, tất hữu linh. Ý nói rằng, người có đức thì sẽ không lẻ loi, tất sẽ có bạn. Hãy quý trọng con cái. Trẻ con là nhân duyên, là tìm đến con cái để có nơi nương tựa. Trong mắt trẻ, cha mẹ chính là ông trời. Con cái luôn tuyệt đối tin tưởng ở cha mẹ, vì thế, cha mẹ nên làm bạn với con, cho chúng cảm giác an toàn, cho chúng hoàn cảnh ban đầu tốt đẹp, trợ giúp chúng bước đi vững chắc trên con đường nhân sinh. Hãy trân quý người dạy dỗ mình, đời người có thể gặp được người dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo mình là điều may mắn, một người có thể thành thạo được một nghề là có thể có khả năng sinh tồn. Hãy đừng quên quý trọng tín ngưỡng của bản thân. Tín ngưỡng là phương pháp cho chúng ta tìm kiếm được sự an tĩnh về tâm linh. Con người bởi vì có tín người mới biết được ý nghĩa tương lai và chốn trở về chân chính của sinh mệnh. Đó là con đường thành Phật chỉ ra để chúng ta không bị mê lạc mất. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.